Sáng nay quý vị ok thân không? Tiền định, ăn uống, mọi việc đều ổn định ha. Vui vẻ hết ha. Sao ngày hôm nay quý vị hứng hở dữ vậy à? Ha. Đầy đủ rồi. Dĩ nhiên rồi, trời ơi, rửa sạch kiểu này. Trời ơi. Rồi kế tiếp đi cô, cười. Mỏi hàm luôn. Kính thưa Guruji Roma tôn kính. Thưa tất cả quý vị thiền sinh diệu âm thân mến, những năm qua, Guruji Roma đã ban cho nhân loại rất nhiều vần kệ, vần thơ với những thông điệp ý nghĩa khác nhau. Những vần kệ, vần thơ đó cũng chính là những lời tâm sự của Guruji Roma. Ngài viết xuống khi không biết nói cùng ai, vì quả thật là rất khó cho chúng sanh có thể hiểu được hết nỗi lòng của một bậc minh sư. Trong chương trình hôm nay, tất cả thiền sinh diệu âm chúng ta có mặt ở đây sẽ được đón nhận những dòng tâm sự của Guruji Roma qua một bài kệ mới có tên Tâm sự với nhân loại. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Mười tám năm qua, ta đã hoằng dương chánh pháp. Đợi mãi, đợi hoài người Thượng Đế sẽ đưa thông điệp cho ta, để ta truyền lại sứ mệnh giữ pháp mạch Thượng Thừa, để nhân gian dòng âm lưu Thượng Đế mãi được tuôn chảy, cho muôn sinh và Đông Nam Á không còn khổ ải. Ta đã ròng rã đi tìm pháp mạch gần 20 năm, đi tìm sự giác ngộ. Ta không quản lặn biển chèo non, vượt trùng khơi đi tìm chân sư cầu giải thoát. Một ngày, Thượng Đế cho ta phục hồi lực lượng dòng âm lưu Thượng Đế. Ta đã ra đời hoằng dương chánh pháp 18 năm. Chưa khi nào ta quên thời còn là chàng tu sĩ trẻ năm xưa. Lòng ta luôn nao nức mỗi khi nhớ lại Kayula Hy Mã. Những tháng ngày tuyết bao phủ quanh nơi ta ở. Sáng sáng, ta tham thiền nhập định thâm sâu. Rực rỡ mỗi ngày, ta nắm trong ánh sáng của càn khôn. Ôi, đẹp làm sao khi ta đi vào Samadhi sâu thẳm. Càng không mênh mông, ta chiêm ngưỡng hoài không chán. Đến tận bây giờ, ta cũng chưa một lần nào lãng quên. Nhìn cảnh nhân gian, ta ngán ngẩm muôn phần. Trong đêm nay, ta lại tham thiền nhập định. Bỏ lại lớp áo này, ta say mê càn khôn rực rỡ. Chưa được bao lâu, ta cũng đã phải trở về, ngán ngẩm vô cùng khi lại phải chui vào lớp áo này. Đành vậy thôi, dư âm hạnh phúc đó cho ta xin gỡ lại. Cho nhân gian thêm lực lượng bình an, ta mang xuống. Sau mỗi đêm ta chút lớp áo, nhập định tham thiền, cầu xin Thượng Đế từ bi ban cho nhân thế phước lành. Cõi hồng trần muôn sinh sao có quá nhiều khổ ải. Bao năm rồi,
Ruma ta quặn mãi nhớ nhung vương vắng. Cảnh Kha Dung La trùng trùng tiết phụ chắc phơi, ta không bao giờ quên hình bóng ăn sư ta. Ôi hạnh phúc sao được bên ăn sư nơi Kha Dung La Hy Mã. Bây giờ ta là bậc minh sư sứ mệnh ra đời rao giảng chân lý của Thượng Đế và thông điệp của các ngài. Bao nhiêu người nghe và bao nhiêu người hiểu biết đây. Vần kệ vần thơ của ta để lại cho đời, tâm sự với nhân loại. Ta cứ ngăn nga mãi lực lượng dòng âm lưu Thượng Đế. Hy vọng âm lưu này mang đến cho nhân loại cuộc sống bình an, đem tới muôn sinh pháp thiền giải thoát tự sinh, cho những ai khát khao muốn tìm về sự giác ngộ. Đừng ham thích hồng trần mà muôn đời khổ ải. Cho ai muốn tìm về giác ngộ, Ruma ta xin gửi tặng vần kệ này. Đây là lời tâm sự của Ruma. Nhân sinh ơi hỡi nhân sinh, nhân thế hãy ngộ nó mà chăng tu, Ruma ta hy vọng vậy. Vần kệ này Ruma ta xin để lời nhân gian. Chúng con xin cảm tạ Guruji đã cho chúng con được lắng nghe những lời tâm sự của Ngài. Thưa Guruji Ruma tôn kính, suốt bao năm qua, Ngài vẫn đợi chờ người mà Ngài có thể trao truyền lại pháp mạch thượng thừa, tiếp nối sứ mệnh duy trì chân lý giải thoát cho chúng sanh. Chúng con xin mạo muội hỏi Ngài rằng, Thượng Đế đã đưa người có sứ mệnh đó xuống thế gian chưa? Và người mang sứ mệnh cao cả đó sẽ có đặc điểm nhận dạng như thế nào ạ? Ngài có thể tiết lộ cho chúng con không? Nếu câu hỏi này của chúng con có gì chưa đúng, mong Ngài bỏ qua cho chúng con. Chúng con xin cảm tạ Ngài. Ôi trời ơi, thiên cơ, thiên cơ, thiên cơ. Thì cũng có một người, có một người thì quý vị biết rồi, đó là Guru Sarada đó, Sư Guru Thủng Ru đó. Nhưng mà Ngài đã có tuổi vậy đó. Sau đó rồi thì Ngài bỏ cái nhục thể này để lợi nhân gian, cho nên Ngài ra đi. Rồi. Thì 18 năm rồi, chỉ được một người gọi là vẹn tròn những lực lượng quả vị chánh đẳng chánh giác này. Nhưng mà cuối cùng rồi Ngài chỉ gọi là cũng như tất cả những vị minh sư khác đó. Ngài cũng là một bậc minh sư, nhưng mà sau đó rồi thì khi Ngài khai ngộ rồi, Ngài lập tức bỏ đi liền. Nào vậy. Thì những người vị minh sư trên đời này ở Ấn Độ nhiều lắm. Có nhiều vị minh sư mà khi họ khai ngộ rồi, thiền khai ngộ là họ trốn liền tức á. Một là họ vô trong hang động nào đó, họ bế rõ rồi họ tham thiền nhập định, là họ bỏ lời nhục thể này họ đi luôn. Nó này nhiều lắm. Đó là vậy. Rất là nhiều vị minh sư mà họ tu, họ khai ngộ là họ bỏ nhục thể họ đi. Hiếm lắm, ít lắm vị minh sư mà ra đời độ chúng sanh đó. Khi khai ngộ rồi nhìn thấy nhân gian hỗn loạn quá, nghiệp chướng dày đặc quá, chúng sanh khó độ vân vân, là họ không nhẫn nại đâu, thôi ta đi về cho nó xong. Trong những vị sư huynh của quý vị có Guru Sarada đó cũng y như vậy. À, vậy à, Ngài cũng y gian như vậy. Ngài cũng xong rồi là Ngài thôi ta không độ chúng sanh. À, vậy sư phụ cũng không ép, sư phụ nói thôi tùy theo con, nếu mà con ở lại thì con tiếp tục hỗ trợ cùng ta, nhưng mà khi con rồi Ngài nói con không thấy chúng sanh nhân gian này khổ ải quá, chứ thân hình này của con nó cũng đã có tuổi rồi, thôi thì thôi chắc con trở về với thế giới giải thoát rồi. Đó là như vậy. Ok, thầy sư phụ tiếp tục chờ tiếp tiếp tục huấn luyện tiếp. Đó là như vậy. Ok.
Chúng con xin cảm tạ Guruji đã khai sáng cho chúng con. Thưa Guruji Ruma tôn kính, vừa rồi chúng con đã được nghe bài kệ tâm sự của Ngài. Bây giờ thiền sinh chúng con rất muốn được nghe Guruji giải đáp cho chúng con một số vấn đề mà chúng con gặp phải trong quá trình tu hành thiền định ạ. Kính mong Guruji từ bi giải đáp cho chúng con. Con xin phép được đọc câu hỏi đầu tiên. Kính bạch Guruji Ruma, tại sao con người ở nhân gian lại không vượt qua được sự cám dỗ của danh vọng tiền tài? Người xuất gia ở chùa hay là người tại gia cũng đều không vượt qua được cửa ải này. Người tại gia có thể lấy lý do vì không tu hành nên không thể vượt qua được danh vọng tiền tài. Nhưng còn người xuất gia ở chùa, mỗi ngày tụng kinh niệm Phật, kinh điển đã ăn sâu vào trong tâm trí, thì tại sao vẫn bị vướng vào những danh vọng tiền tài và dục vọng? Kiếp sống của con người bắt buộc phải gắn liền với dục vọng, danh vọng, tiền tài hay sao ạ? Làm sao để con người có thể thoát ra được sự cám dỗ này? Kính xin Guruji từ bi khai thị ạ. Phải tìm gặp minh sư, mình phải tìm gặp minh sư, mình phải có pháp tu và mình phải có đủ công đức và phước báo vân vân. Nếu mình không tìm được minh sư thì mình phải có đầy đủ công đức và cái phước báo đầy đủ. Một cái phước báo công đức này thì mình có được một cái lực lượng để mình nhìn đời vân vân, mình có một cái trí huệ sáng suốt để mình mới nhìn được cái vật chất, cái danh vọng này nó là vô thường mà thôi. Nên rồi mình nhìn thấy nó giống như là một ảo ảnh vân vân, mà nhìn phải rõ. Còn nhiều người họ chúng sanh hay là những người sư ở chùa cũng giống y như vậy thôi, tất cả đều là cũng bay vướng vào cái danh vọng tiền tài ở thế giới con người này, ít nhiều gì cũng đều có vân vân. Bây giờ có tu như thế nào hoặc là có làm điều gì, nó cũng là một sự ham muốn mà thôi. Vậy thậm chí ham muốn cái điều gì cũng là sự ham muốn. Ham muốn chùa lớn chùa to cũng tốt, nhưng cũng là một dục vọng, cũng là sự ham muốn vân vân. Hay là bất cứ mình ham muốn cái gì có lợi cho người khác cũng là một sự ham muốn rất là khó có thể gọi là vượt qua được, trừ khi mình đi vào trong thiền định, đi vào trong samadhi, thấy được tất cả đều là một hư không, thấy được tất cả đều là một gì, một ảo ảnh mà thôi, nó là như vậy thì mình mới thoát được nó. Thấy chưa? Người tại gia cũng có thể thoát được, tiền có tiền tài có vật chất gì đi nữa kêu bằng là họ cũng vẫn thoát được, họ biết cái đó là một cái hư ảo mà thôi. Nó là vậy. Thì dĩ nhiên người tại gia thì rất là khó, nhưng mà bởi vì họ vướng vào đời, họ lăn vào thế giới con người với cái thế giới dục vọng này rất là khó cho họ có thể nhìn thấy được, gọi là khó cho họ có thể có được một năng lượng có thể tập trung để mà nhìn rõ cái thế giới vô thường này. Nó là vậy. Ok. Chúng con xin cảm tạ Guruji đã khai thị. Con xin phép được đọc câu hỏi tiếp theo. Thưa Guruji Ruma tôn kính, tại sao trên thế giới này có nhiều quốc gia rất bình yên và hạnh phúc, nhưng cũng có rất nhiều những quốc gia phải đối mặt với rất nhiều thảm cảnh như là thiên tai, lũ lụt, sóng thần, động đất, vân vân. Và rồi những người ở nơi đó phải hứng chịu tất cả những sự khổ ải này. Điều này có liên quan gì tới những nhà cầm quyền ở nơi đó hay không? Hay là do nhân nghiệp chúng sanh nơi đó cần phải trả như vậy? Kính xin Guruji từ bi khai thị ạ. Hai hết. Nó là vậy. Cũng một phần, thí dụ như thứ nhất là những nhà cầm quyền. Những nhà cầm quyền là một người có sứ mệnh. Nó là vậy. Mình gọi là một vị vua hay là một vị tổng thống, hay là những người cầm quyền ở đó là vậy đó. Một vị vua hay là một vị tổng thống cũng là một cái sứ mệnh, vân vân. Họ có sứ mệnh của gọi là đấng thiêng liêng đưa họ xuống nhân gian này để giúp đỡ cho một cái quốc gia đó vân vân, cho cái bộ tộc đó họ có duyên, thậm chí có đôi khi họ là một bậc thánh nhân nữa vân vân, là họ xuống dưới nhân gian này họ giúp đỡ cho chúng sanh, họ là họ có công đức, họ có phước báo, họ giúp đỡ. Nhưng mà đôi khi những nhà cầm quyền mà họ không đủ công đức và phước báo, không đủ đức hạnh vân vân, đó là vậy, thì dĩ nhiên chúng sanh, những nghiệp chướng của chúng sanh, bất cứ chúng sanh nào có một cái nghiệp chướng nào đó, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, thì luật nhân quả sẽ đẩy họ vô trong cái quốc gia đó, một cái vùng đó, để cùng với nhau trả một cái nghiệp ở chỗ đó.
Nói giống vậy đó, bắt buộc phải ở đó, phải sanh nơi đó để trả những cái nhân quả bảo tố cuồng phong nơi đó, bắt buộc nó là vậy. Họ phải sanh trong quốc gia đó để họ phải hứng chịu những nhân quả đó, thì đó là một phần của chúng sanh nơi đó. Còn nếu mà có những quốc gia có nhiều những có những nhà cầm quyền có trí huệ, có lòng từ bi, có tu hành vân vân, họ có họ lòng khiêm nhường, họ tu hành, họ có đức hạnh và họ có công đức phước báo và họ hy sinh vì quê hương, vì dân tộc vân vân, họ tạo được nhiều công đức vô lượng vô biên công đức này, rồi đời trước của họ là một nhân vật tu hành, chẳng hạn họ đời trước của họ là một người tu hành, họ tạo nhiều công đức phước báo, thì cái quốc gia của họ có thể là trong thời nhiệm kỳ của họ, thì cái quốc gia của họ trong thời đó nó không có nhiều cái thiên tai xảy ra. Còn nhiều những nhà lãnh tụ mà họ không đủ công đức phước báo mà họ lên họ nắm quyền trong thời đó thì dĩ nhiên rồi là bắt đầu cuồng phong bão táp sẽ đến. Nó là vậy, bởi vì họ không có đức độ, họ không đủ công đức phước báo để họ có thể ngăn chặn được những cái thiên nhiên tàn phá những cái vùng của họ, những cái quốc thổ của họ, quốc gia của họ. Nó là vậy, cũng có ảnh hưởng, một phần có ảnh hưởng về chúng sanh, nhưng mà chính là ảnh hưởng đến những người mà lãnh tụ nơi đó. Những nhà lãnh tụ có công đức phước báo là dân những cái vùng có ở trong thời đó đó, trong cái nhiệm kỳ của họ làm tổng thống bao nhiêu năm hay làm bí thư gì đó bao nhiêu năm hay làm nhà lãnh đạo bao nhiêu năm đó, thì cái chu vi của họ bao nhiêu năm thôi, dân chúng sống bình an phước báo vân vân, dân chúng được giàu có, dân chúng được gọi là không bị nhiều, không bị nhiều những cái cuồng phong bão táp của cái sóng thần động đất vân vân, mưa to gió lớn rồi ào ịt đổ về đó, bởi vì họ có công đức phước báo. Thì cái này nó cũng có. Ok. Chúng con xin cảm tạ Guruji đã từ bi khai thị. Con xin phép được đọc câu hỏi tiếp theo. Kính bạch Guruji Ruma, con là thiền sinh Hà Nội, Việt Nam. Con có hai thắc mắc xin Guruji khai thị cho con. Thắc mắc thứ nhất, con đã có pháp vài năm nay. Trong quá trình tu học, con cũng chưa hiểu giữa bế quan và thiền thất giống và khác nhau thế nào. Guruji có nói là một lần thiền thất bằng 70 năm tu hành. Vậy dự một lần bế quan thì bằng bao nhiêu năm tu hành ạ? Kính xin Guruji giảng giải để con hiểu rõ. Con xin cảm tạ ơn Ngài. Bế quan khác, mình bế quan là thiền thất là hai cái đều khác nhau. Thì quý vị cứ nhân lên thôi. Hiểu chưa? Cái thiền thất thì cái lực lượng nó khác. Một lần thiền thất bằng 70 năm sự tu hành, 70 năm công đức, phước báo của mình tạo ra. Một lần thôi, đó là thiền thất. Còn bây giờ là bế quan, quý vị nhân 5 lần lên, nói khiêm nhường 10 lần đi. Okay. Bế quan thì sư phụ nghiêm túc một chút, nó là vậy. Bế quan ta nghiêm túc hơn, quý vị đi sâu vào thiền định nhiều hơn, vân vân, nó là vậy. Thì công đức và cái phước báo của quý vị nâng cao, gọi là mạnh liệt hơn, nó là vậy. Con xin cảm ơn và con xin đọc thắc mắc thứ hai ạ. Trường hợp một người học trò đã có pháp của Guruji truyền dạy, nhưng tu tập thiền định giải đãi, vi phạm giới cấm ăn chay và thường xuyên uống rượu, nói tục chửi bậy sân si. Vậy người này có bị luật nhân quả chi phối hay không? Đến khi trang cuối cuộc đời khép lại, họ có được về thế giới giải thoát hay không ạ? Kính xin Guruji từ bi khai thị cho chúng con. Nếu họ còn giữ được đức tin thì giữ được đức tin mà họ cũng vẫn thiền định vân vân, họ vẫn được đi về thế giới giải thoát. Còn những cái nghiệp nào họ tạm ra tạo cái khẩu này đó thì họ phải trả cái đó. Thấy chưa? Nghiệp là nghiệp, phước là phước. Đi về thế giới giải thoát là về thế giới giải thoát. Anh tạo những cái khẩu gọi là không lành phủ định này thì anh phải trả nó. Trả nó trước khi đi. Bắt buộc phải trả. Nó là vậy. Trả xong rồi đi. Đi về thế giới giải thoát. Ok. Chúng con xin cảm tạ Guruji đã khai thị. Con xin phép đọc câu hỏi tiếp theo. Kính bạch Minh Sư Ruma, gần đây con có đọc một quyển sách viết về khoa học tâm linh. Có một số điều viết trong sách khiến con khá ngạc nhiên. Con mong Minh Sư giúp con giải thích sâu hơn về những thông tin này ạ. Tác giả có viết rằng
Thế giới chúng ta sống là một thế giới có nhiều không gian và thời gian. Thể xác của chúng ta sống ở môi trường trái đất này thật ra chỉ là một phần mảnh linh hồn trong một linh hồn tổng thể. Chẳng hạn như linh hồn hiện tại của con người đang sống trong không gian thời gian này là đang trải nghiệm làm người ở trái đất. Và song song đó cũng sẽ có một cá thể nào đó mang một phần linh hồn khác cũng thuộc về bản thể gốc và sống ở một không gian khác. Vì thế, khi các bậc giác giả đạt được đạo hạnh khai mở trí huệ, họ có năng lực trải nghiệm những sự tình ở các không gian đa chiều khác. Trước giờ, con vẫn luôn tin rằng thể xác này có thể thay đổi từ kiếp này sang kiếp khác. Nhưng mỗi chúng ta chỉ có một linh hồn toàn vẹn, đi theo mỗi kiếp sống mà thôi, chứ không phải phân mảnh ra và tồn tại song song dưới nhiều thân xác khác nhau trong không gian đa chiều như trong sách đã viết. Con không biết kiến thức này có đúng không ạ? À? Kính xin Minh Sư giải đáp giúp con. Con vô cùng cảm tạ Ngài. Đúng. Quý vị, mẹ ta đã có trả lời rồi, bữa trước sư phụ có nói rồi đó. Phải không? Là gì? Ta ngồi ở đây dẫn thuyết giảng cho quý vị. Nhưng mà gì? Ta còn một cái nhục thể ở thế giới này y chang như vậy. Nó là vậy, cũng y như vậy. Này, ta thuyết giảng nhiều điều này phải không? Là vậy, cũng y như vậy. Ta còn một cái nhục thể khác đang ngồi bất động qua bế, gọi là cái gì, đi vào trong samadhi đấy. À vậy, và ta còn và cái linh thể của sư phụ, cái Phật tánh của ta hay là gì, cái hiện thân của ta hay là gọi là cái hóa thân của sư phụ vẫn tiếp tục luân hồi qua một cái quốc thổ nào đó để chuẩn bị làm một bậc minh sư kế tiếp. Đó là như vậy. Rồi sư phụ bữa trước có nói rồi, có kể cho quý vị nghe một câu chuyện bữa trước đó, mấy ngày là vừa qua phải không? Là gì, có một người họ thấy, nhìn thấy đó, một vị minh sư nhìn thấy là chúng sanh ở đâu đó vân vân có duyên, ông này không có được tốt, không biết bố thí cúng dường, không biết làm những điều thiện lành, nhưng nó có duyên, nó có duyên với minh sư, có duyên với người học trò nào đó vân vân, người học trò ngồi đây bắt đầu lập tức đi vào bên đó đầu thai lại đi giúp đỡ cho họ đó. Đó là chuyện mà sư phụ nói này nhiều lắm. Họ nói cũng đúng, nhưng cái đúng của họ một phần thôi. Cái linh thể chúng ta có thể chia ra khắp mọi nơi, một linh thể như ở đây như quý vị cũng ở chỗ khác. Ta cũng thường tiết lộ những người xuất gia của sư phụ đây, đối với ta đây nè, đây mấy ông sư đây nè, mấy ông sư bà sư đây nè, hành hạ sư phụ dựng này đây. Sư phụ báo rằng là đừng ai vô nhà ta, nghe không, chừng nào sư phụ mở cửa thì mới vô nhà, nghe không. Sư phụ phá cửa lại hết, rồi sư phụ đi thiền. Ta thiền xong một đêm gì rồi xong buổi sáng sư phụ nghĩ rằng thôi bây giờ chắc sư phụ đi sâu xa hơn, thôi cái thân thể này nếu mà đi sâu hơn chắc ta phải gì, ta đi nằm xuống để ta đi xa hơn, ta đi thêm một ngày hai ngày gì đi, thì ta báo rằng ta không ăn không uống gì, đừng ai báo gì, đừng ai. Bước đầu tiên mấy vị sư rồi nè, chờ sư phụ, chờ hoài không thấy sư phụ ra, cái lén lén nhìn cửa sổ của ông thấy, và bắt đầu tìm cách phá cửa đi vô. Phá cửa vô xong rồi cái thấy sư phụ nằm đó, quảng đi ra rồi đi vô, đi ra rồi đi vô, đi tới rồi đi lui, không thấy sư phụ nhúc nhích gì hết. Rồi đi lại lắc lắc, không nhúc nhích gì hết. Và ta đã báo rồi, ta nói ta sẽ đi vào trong định, nghe không ạ? Rồi xong làm gì phải không? Đè ra cạo gió. Sư phụ trúng gió rồi, sư phụ trúng gió rồi, đè ra cạo gió, trời ơi. Quý vị không biết, tới chừng một hồi sư phụ, ủa? Chừng sư phụ tỉnh lên thôi, sao mà vô phòng ta làm gì mà đông vậy? Rồi sư phụ, con thấy sư phụ trúng gió. Tôi phải làm cái giống gì? Ta đã báo trước rồi, đây là trạng thái nhập định của ta, tôi phải làm cái gì vậy? Trời ơi, quý vị không biết, tới chừng dở áo lên gió không? Mình mẩy nó bầm tím hết trơn, dở tay cũng nổi, cổ áo nó nặng gió bên đây, nó nặng gió bên đây, nó nặng luôn cả trí huệ ta luôn. Đây là cái cạo gió, còn ở ngoài thì khóc lóc sùm hết trơn. Một đo ở ngoài khóc lóc, còn khóc, còn niệm kinh, còn đánh chuông, rồi làm ui đủ thứ hết trơn. Quý vị không biết, đây kỳ lắm. Rồi xong quý vị không biết, trời ơi sư phụ, ta đâu biết cạo gió cạo déo gì cái chỗ này, tao cũng làm cái phòng của sư phụ mùi dầu quá, dầu đầy hết trơn rồi.
Thiệt chứ quý vị biết biết cạo gió mà phải không? Việt Nam biết cái này phải không? Cạo gió nó làm ôi trời, chừng mình sư phụ giật tỉnh lại rồi nhìn thân thể ta đau mấy ngày, bầm tím mấy ngày. Quý vị biết cái cạo gió mà nó bầm trần lan giống nó giống như người ta đánh mình vậy, bầm mấy ngày trời không hết được, ngày nào tôi cũng nhìn thôi. Trời ơi, giở tay không lên nhìn nhìn mình từ nó chúng sanh không nhận được. Rồi nó hành hạ, nó cạo gió nó làm đủ thứ hết trơn, tới chừng mình tỉnh lại tay chân tôi giở không lên. Đó quý vị thấy chưa? Tại vì một cái sự samadhi vậy, cái từ từ sư phụ hiểu rồi. Tại vì cái năm đầu mà trời ơi, nó năm đầu tiên mà ở Việt Nam á, năm mình lên 6 lại 7 lại 8 mình 3 4 năm đầu ở Việt Nam mà thê thảm luôn. Nghĩa là sư phụ có kinh nghiệm, sư phụ gọi là không có dám gọi là nhập định. Ta phải đi về Mỹ ta mới nhập định. Rồi xong có lần ở Chiang Mai rồi ở rồi kiếp cuối cùng ở bên Lào ta bị mấy lần rồi thôi, tao nói thôi bây giờ ta phải tìm cách khác. Rồi từ từ sư phụ tìm cách huấn luyện cho mấy ông thị giả rồi canh giùm cho ta. Rồi mà nó cũng canh thì canh chứ đâu khi nó cũng khùng khùng, nó lên nó thấy sư phụ im điềm quá nó cũng nhào vô nó cạo gió. Cái đầu óc của người mình nó nhiều phức tạp lắm. Vì thế chứ, tại vì mình từ khi mình đi vào trong samadhi đó thì bây giờ có gì đâu. Bữa trước đây Udon á, tao nói tao đi samadhi trời ơi, nó quay phim nó chụp hình ngày đầu, ngày nước, ngày hai, ngày ba. Trời nó làm lung tung đi, tao nói tụi bay ơi tha thứ giùm mấy em đi. Thì quý vị biết, tại vì đối với quý vị là một chuyện lạ phải không? Nói ta là chuyện bình thường. Mình đi vào cái trạng thái samadhi thì người của mình nó vô cùng gọi là gì, an lạc bình an. Để giống như mình đây là chỉ là một cái lớp vỏ thôi, cho nên sư phụ lúc nào cũng nói với quý vị đây là một lớp áo da người là vậy. Đối với quý vị là một chuyện rất là lạ, đối với những người mà họ không tu càng lạ hơn. Nó là vì họ thấy họ còn càng sợ nữa. Nó là vậy. Cho nên là tới bây giờ mấy người xuất gia sư phụ bây giờ họ hiểu biết cao hơn rồi, ý thức họ cao hơn rồi, họ hiểu nhiều hơn. Nó là vậy. Rồi cái cuốn sách đó nó cũng giống giống như vậy đây. Ok. Ta nói cái này rất là nhiều. Trong quý vị đây cũng vậy. Trong quý vị thiền sinh ta cũng đều tiết lộ cho mấy người xuất gia. Sư phụ lâu lâu sư phụ tiết lộ người xuất gia. Ồ sư phụ nói, ồ quý vị này như vậy đó, họ vô cùng thành tâm. Ôi chỉ là mang lớp áo ở đây bây giờ thôi. Vị này hiện giờ đang ngồi tham thiền nhập định ở đâu đó. Đấy đó, nó đang ngồi tham thiền nhập định ở chỗ nào đó, nước nào đó, đây là thiên cơ không thông chỉ. Nó đang ngồi thiền ở đó, nó đang tu hành nơi đó, vân vân. Đấy đó, bây giờ cái linh thể nó gọi là thấy rằng, Minh Sư xuống rồi, bắt đầu biết cái tần số gì, Minh Sư lập tức luân hồi xuống liền. Hiểu chưa? Cũng ở đó một chỗ, ở đây một chỗ, vân vân. Rồi sư phụ có một người xuất gia nữ, sư phụ kia, một tháng hay là một tuần vậy, nó bỏ nhục thể 2 lần, 3 lần, tùy. Có khi 1 tuần nó bỏ 2 lần, 3 lần, hay là 1 tháng nó bỏ 1 lần, 2 lần, có khi 2 tháng nó bỏ 1 lần. Ai làm ai cũng quản hết trơn á. Khi sư phụ nói, ôi cởi nó để chút xíu nó tỉnh nè. Bởi vì nó còn một cái nhục thể nữa, đang nằm ở bên kia. Đang nằm ở đâu đó. Thấy chưa? Không gì nó đứng giật xuống, rồi xong ngã xuống, nó bất tỉnh đâu chừng ta không biết bao lâu. Đi khiêng nó vô trong phòng này cho nó nằm chút xíu cho nó đi, khiêng vô cho nó nằm chút xíu ngồi nó tỉnh rồi, cho bên kia tỉnh xong rồi chút nó trở lại đây, bên đây tỉnh bên kia ngủ. Yeah, chắc ta nghĩ quý vị trong thiền sinh quý vị chắc cũng biết cái sư cô đó. Thấy chưa? Trong quý vị cũng chắc ta nghĩ thiền sinh quý vị cũng biết cái vị sư cô đó mấy lần làm đó. Sư phụ cũng dặn con khéo léo một chút, cái nó bị hoài ghét nó quen đi, cái gần bị nó, sư phụ ơi con gần bị đi nhanh vô nghiền rồi nằm xuống. Sư phụ chỉ cho nó cách thức, sư chỉ cho nó, ta chỉ cho nó nhớ nghe, mà ghét từ từ cái nó quen đó, khi nó gần bị cái nó sư phụ ơi con gần bị nằm xuống. Nằm xuống hay là con ngồi cũng được nữa. Nếu mà con thấy con ngồi thì con gục, con không có chỉnh đốn được cái nhục thể này đó, cái áo này đó, thì nằm dài xuống cho nó quen. Thì bắt đầu nó tự nhiên nó quen, bước đầu thì nó không có quen, nó mới cũng bị đây vậy thôi. Đi từ từ sư phụ chỉ, tôi nói nếu mà con gì đó, thì con lấy kinh nghiệm đi. Con gần, mà nó cũng tự biết, nó gần bị rồi nó biết rồi đó. Là từ từ cái gì đó, nó không có đi ra.
Cái sư phụ nói, nếu mà con bị gì thì con biết nha, gắn học bài học, cứ học một lần, hai lần, ba lần với con quen à. Con quen đi, cái đầu con tìm cái chỗ nào đó, con nằm đại dưới sàn cũng được, nằm đại dưới đó đi. Rồi có mấy vị sư huynh hỗ trợ cho con, những gì đó. Ở bị hoài, mấy vị nhiều mấy vị sư huynh bước đầu tiên thì sợ quá, trời quá đó. Khiến đây bác sĩ, khi làm gì, để nó nằm nó chút đi. Nó nằm đó chút xíu nó tỉnh à, chừng tiếng hồ sao không tỉnh à. Có khi nó nằm chừng tiếng hồ, nửa tiếng hồ xuống đấy, cho nằm nửa tiếng hồ sau đi, hay nửa tiếng hồ sau đi, cho bên kia nó tỉnh. Thấy chưa? Tại vì ở bên kia nó đang mê. Cho bên đây thì bên đây nó mê thì bên kia tỉnh, còn bên kia tỉnh thì bên đây mê. Còn bây giờ làm sao bây giờ, nó là như vậy. Bây giờ cái linh thể nó đi đầu thai làm kiếp này con người, bây giờ ta phải làm sao giờ đây? Có khi nó nói sư phụ ơi, bóp cổ bên kia cho nó chết đi. Nó kêu sư phụ vậy đó. Nói sư phụ ơi, con cầu sư phụ làm sao cho cái bên kia cho nó chết đi, cho mày còn sống. Tao nói mày vô duyên. Không cái cho bên kia chết thì mày đây sống. Thì thôi tao cho mày chết đây, bên kia nó sống. Cái đó là chuyện bình thường. Thế chứ vô cùng bình thường, đối với ta là rất là bình thường. Trời ơi, mấy lần bước đầu thì mấy vị sư huynh thấy lần là lạ phải không? Là lạ sợ quá trời luôn. Rồi kêu bằng là cái gì? Rồi chở đi bác sĩ, tao nói đừng bác sĩ. Bác sĩ mà công lắm, chúng nó tỉnh à. Con cứ lần làm gì hết trơn, cứ để cho nó như vậy, rồi cho nó nằm đó đi. Có khi đứa tao, ôi bé nó vô trong phòng cho nó nằm đó, nửa tiếng hồ sau, cao nhất 1 tiếng hồ sau nó tỉnh. Rồi anh đi ra nó cười hề hề hề. Đó vậy ạ. Mấy vị sư phụ nói, ủa sao ngộ sư phụ biết hết trơn, mà sao sư phụ không nói vậy? Tao nói chi nữa, nó khó nói. Tại rất là khó giải thích bằng ngôn ngữ con người, tao không giải thích được, cho nên làm sao tao nói cái gì. Sư phụ nói, sư phụ không có giải thích được, bây giờ tao không biết làm sao để giải thích. Rồi sư phụ có nói, thôi bây giờ sư phụ chỉ cho con. Rồi sư phụ cũng chỉ cho nó cách thức, thí dụ như tâm thức của con mà vừa con cảm giác vừa ra phải không, con tập cho mình nghe không. Sư phụ chỉ cho nó tập, rồi con mới tập chung. Khi mà con cảm giác nó sắp ngã rồi thì con ngồi xuống liền, để cho không bị ảnh hưởng đến thân thể. Nay mà ảnh hưởng thân thể, có mấy lần bước đầu tiên á thì nó bị ảnh hưởng thân thể, nó té xuống liền, nó té cái đùi xuống vậy. Sư phụ nói dở quá, ngu quá, lần sau có nhớ phải biết nó sắp đi ra rồi phải nằm xuống nó sắp đi ra nữa, để cái áo mình cho đàng hoàng lại. Để cái lớp áo da người cho đàng hoàng lại, con nằm xuống cái từ từ cái nó quen. Có mấy lần nó cũng biết nó quen, cái nó sắp đi ra cái đầu nó nằm xuống à. Nó là vậy. Thì cho nên là đây là một chuyện bình thường. Bên đây á thì gì, ở đây á thì tỉnh, thì bên kia thì lại mê. Nó cũng y vậy thôi, bởi vì nó không có control được, nó không có điều khiển được. Hai bên của nó là như vậy. Nhân gian chúng ta thì gì, thấy nó là lạ, còn đối với ta là một chuyện bình thường. Ta biết rõ điều này. Vậy đó. Thì sau này từ từ quen, cái sư phụ bây giờ thích cho nó biết, bây giờ con có một cái chỗ đó nữa, có một quốc gia nào đó có một cái hình hài y như hình hài, hai cái hình hài nhưng không phải giống hình hài này, hai cái thân xác vân vân, một thân xác bên đây, một thân xác bên kia. Bây giờ thân xác bên kia đang nằm bất động bên đó, chết thì không chết mà sống cũng nói gọi là không biết sống, nằm đi vậy thôi. Rồi cha mẹ bên kia lúc nào cũng mong chờ. Thì lâu lâu con bên đây mà ngã xuống mà nằm đó, thì bên kia ta mừng quá trời quá đất luôn. Ta ăn mừng quá trời luôn. Được có nửa tiếng, 1 tiếng đồng hồ sau, cái là bên kia nằm tiếp, bên kia ngủ tiếp xong bên đây cái nhà ngươi tịnh. Nói vậy, có khi nó nói, sư phụ con mệt quá, sư phụ làm sao cho nó đi luôn đi, cho cái bên kia đi luôn đi. Tôi nói trời ơi, nhà ngươi nói chuyện dễ gì sao. Bên kia người ta vẫn có cha, có mẹ, có anh, có em, có chồng, có vợ, có tất cả tài sản của người ta. Còn con bên đây cũng giống y như vậy. Giờ bên kia đụng đây làm bên kia nó gối loạn lên. Thấy chưa? Bên kia nó gối loạn lên, nó đau khổ bên kia, giờ bên đây cũng vậy thôi. Bây giờ bên kia, nếu mà ta qua bên kia thì bên kia nó sư phụ ơi, giết nó chết đi. Rồi sư phụ làm gì bây giờ? Bởi vì, hiểu không? Bây giờ ta làm gì nữa? Giờ tôi nói thôi đi, mày để cho ta bình an đi. Thì lâu lâu nhà ngươi ngủ một chút cho bên kia người ta mừng. Thấy chưa? Là vậy. Chứ bây giờ mình cũng đâu có làm được cái gì. Cái thế giới con người của mình là vậy. Con người của mình nó là thế. Hiểu chưa? Cho nên là cái cuốn sách con đọc nó chỉ là một phần vô cùng nhỏ mà họ nghiên cứu mà thôi. Vô cùng nhỏ. Ta nói chuyện này hàng trăm hàng ngàn lần rồi. Nó là vậy. Chuyện này là ta nói bao nhiêu lần rồi. Ta biết điều này rất là rõ ràng.
Ok. Chúng con xin cảm tạ Guruji đã khai thị. Con xin phép đọc câu hỏi tiếp theo. Kính bạch Guruji Ruma, mỗi sáng hàng ngày con thường niệm kinh và cầu nguyện. Buổi chiều con thiền từ 1 giờ đến 2 giờ 30. Buổi tối con thiền từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30. Và trung tuần tháng 4 năm 2023, buổi chiều ngồi thiền, con niệm bài kinh cầu nguyện xong thì con nghe thấy tiếng âm thanh ầm ầm rất to mà không biết từ đâu tới. Con nghe 5 phút rồi 10 phút, âm thanh vẫn to như thế. Biết là âm thanh bên trong nên con tập trung lắng nghe và thấy âm thanh này rất lạ. Tiếng ầm ầm rất to nhưng không giống như tiếng ầm của động cơ, máy nổ hay ô tô. Nó không chúa chát nặng nề như âm thanh bên ngoài. Âm thanh này con nghe rất xa nhưng lại rất gần. Không phải gần ngay bên tai con cảm giác êm nhưng không phải là êm vì âm thanh này rất là to. Con không biết diễn tả như thế nào. Con cảm giác như có một chùm âm thanh rất to bao trùm lấy con và con lọt vào trong đó. Con nghe khoảng gần 30 phút, sau đó âm thanh nhỏ dần, đến gần hết buổi thiền. Kính thưa Guruji, con được tâm ấn từ năm 2008 đến nay. Đó là lần đầu tiên con có được một buổi thiền đặc biệt như vậy. Sau đó con rất thoải mái và sung sướng. Con biết đây là ân điển của Guruji ban cho con, nhưng con không biết hiện tượng đó là như thế nào. Kính xin Guruji khai thị cho con. Đó là một trạng thái Samadhi. Hiểu chưa? Đó là một trạng thái Samadhi đi vào trong lực lượng dòng âm lưu Thượng Đế đó. Hiểu chưa? Tốt. Hiểu chưa? Không có dùng ngôn ngữ để mình có thể diễn đạt được nó đâu. Thì cứ bị tiếp tục và tiếp tục hưởng thụ những cái dòng âm lưu này, những cái lực lượng ở bên trong của mình. Ok? Tiếp tục như vậy. Chúng con xin cảm tạ Guruji đã khai thị. Kính thưa Guruji Ruma tôn kính, vừa rồi là những câu hỏi chúng con kính trình lên Ngài trong buổi pháp thoại hôm nay. Phần cuối chương trình, chúng con kính xin Guruji cho chúng con được đón nhận thêm những vần kệ của Guruji ạ. Sau đây xin mời tất cả quý vị cùng đến với bài kệ được Guruji Ruma viết vào năm 1995. Bài kệ có tên Cầu nguyện trong quyền năng của Thượng Đế. Thượng Đế ơi, xin Ngài ban lực lượng chữa lành tới những ai đang mong Ngài ban cho họ sức mạnh trong thời điểm họ đang gặp thử thách. Đó là niềm hy vọng. Lực lượng chữa lành của Ngài sẽ hàn gắn những trái tim tổn thương. Thượng Đế ơi, xin Ngài hỗ trợ và chăm sóc chúng sanh. Xin lực lượng tình thương của Ngài luôn ở bên họ. Con xin được dâng lên Ngài nỗi lo âu, sợ hãi về sức khỏe. Cuộc đời con, tất cả đều thuộc về Ngài, Thượng Đế ơi. Xin Ngài ban cuộc đời tu sĩ trẻ của con được bình an. Con vẫn biết Ngài luôn kiểm soát mọi thứ. Ngài luôn an bài cho đời tu sĩ trẻ của con được hoàn mỹ. Xin Ngài cho con nhẫn nại với sự chậm trễ của thời gian. Thượng Đế ơi, xin Ngài giúp đời tu sĩ trẻ của con nhiều tự tin. Cho con tìm được sự an ủi trong những lời Ngài đã hứa. Về lực lượng tình thương từ thiên đàng sẽ chữa lành và hồi phục những vết thương của con cả về thể xác và tinh thần. Thượng Đế ơi, xin Ngài ban cho tu sĩ trẻ sức khỏe dồi dào. Điều này trở thành bằng chứng về ân điển của Ngài về lòng tốt, để tu sĩ trẻ như con trở thành công cụ phụng sự cho Ngài và cho sự yên ổn chúng sanh. Xin Ngài dùng đời tu sĩ trẻ là công cụ của lực lượng tình thương từ thiên đàng để chữa lành mọi khổ đau trên nhân thế.
cảm ơn Ngài luôn dõi theo hành trình tu sĩ trẻ ngao du tu học. Cảm ơn Ngài đã lắng nghe những lời cầu nguyện từ trái tim con. Chàng tu sĩ trẻ mỗi ngày mong muốn có được sức khỏe và niềm vui, có niềm tin vào lực lượng tình thương và lòng từ bi của Thượng Đế. Dù Ngài trên thiên đàng, nhưng con biết Ngài luôn bên cạnh, dìu dắt cuộc sống tu sĩ trẻ của con trong mọi khó khăn chằng gian. Thượng Đế ơi, trong quyền năng của thiên đàng, con nguyện cầu năm hồng danh mỗi ngày, xin Ngài hồng ân gia hộ. Năm 1995, bài kệ được dịch từ Nguyên Văn tiếng Anh. Chúng con xin cảm tạ Guruji đã ban cho chúng con những vần kệ ý nghĩa, những lời chân lý cao thượng cùng những phút giây thật bình an và phúc lạc bên cạnh Ngài trong buổi sáng ngày hôm nay ạ. Ok, rồi quý vị thấy chưa? Tôi chỉ trẻ cứ coi cầu nguyện suốt ngày. Bây giờ đi tu không cầu nguyện thì đi đâu làm gì? Phải vậy không? Đây là cuộc sống của ta khi ta là một tu sĩ trẻ năm nào đó, thấy chưa? 30 năm hồi xưa, thấy không? Okay. Ok, thôi một lần nữa, chúc quý vị bình an và bình an. Ok.